Với việc cho máy đọc trước dấu tay và con người, hành khách bay ra khỏi phi trường Los Angeles International Airport LAX có thể tránh được một phần của tiến trình khám xét an ninh. Theo nhật báo The Los Angeles Times, một công ty chuyên chế tạo dụng cụ nhận diện cá nhân có trụ sở đặt tại New York tên là Clear bắt đầu cho hoạt động các máy của họ tại tất cả các trạm kiểm soát ở LAX. Người sử dụng máy này cần phải vào hội viên với chi phí dịch vụ hàng năm là $179, có thể được giảm giá nếu như là khách hàng thường xuyên của một số hãng hàng không. Clear hiện đã thiết lập các quầy của họ tại 22 phi trường và 6 sân vận động thể thao trên toàn Hoa Kỳ. Nay việc thêm những quầy máy này tại LAX cho thấy rằng việc nhận diện cá nhân bằng phương pháp đo lường sinh học ngày càng phổ biến hơn tại các phi trường ở Mỹ. Hãng hàng không JetBlue Airways bắt đầu sử dụng kỹ thuật nhận diện qua nét mặt trong tháng này để nhận diện khách hàng bay giữa phi trường Logan International Airport ở Boston với Queen Princess International Airport ở Aruba. Delta Airlines vào hồi tháng 5 bắt đầu cho khách hàng hội viên của họ sử dụng dấu tay qua máy Clear như là thẻ nhận diện để vào câu lạc bộ Delta Sky Club ở phi trường Ronald Reagan Washington National Airport. Đại diện của Clear nói rằng hành khách ở LAX có thể ghi danh vào hội viên tại quầy máy ở phi trường bằng cách bỏ ra vài phút để máy đọc bằng lái xe hoặc passport, trả lời một số câu hỏi về lý lịch và tạo ra một chương mục gồm việc để cho máy nhận ra dấu vân tay và con người.